Như vậy là đã các kết quả hai chiếc chim cuối cùng, như vậy chiếc chim 46 và chiếc chim 08. Như vậy là chiếc chim tất cả các này mà giao đều dừng thay rõ hết đúng không? Hai chiếc chim này chơi rất yếu và xịt bạc. Sau đây là chung kết giải chung kết bốn chiếc chim của giải câu lạc bộ Anh Tâm. Nhưng mà trận chung kết chúng ta chấp chung luôn ạ. Nhưng mà xin mời tất cả các em và dân chúng ta ổn định vị trí chúng ngồi về chọn thích hợp nhất để chúng ta theo dõi trận chung kết. Rồi ổn định ạ. Như vậy là vòng chung kết bắt đầu. Nhưng mà là bằng chung kết đã hết giờ và chúng ta đang chờ kết quả. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.